Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái clip tất cả các bài sau của cái bài 17, đó chính là ước chung lớn nhất rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần hệ thống hóa kiến thức cũng như là phần bài tập bổ sung của cái bài 18 ở cái bài bổ sung nhỏ nhất ha. Ta sẽ đi sang ở phần phần 1. À nè, bổ sung nhỏ nhất. Như vậy thì thế nào là bội chung nhỏ nhất? À, kim ghi thầy như sau. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là cái số nhỏ nhỏ nhất, nhớ là phải khác không nhé. Em không được lấy số 0 được chưa nào? Trong tập hợp các cái bội chung của các số đó, được chưa, của các số đó. Như vậy chúng ta ký hiệu bội chung nhỏ nhất thì chúng ta ký hiệu bội này, lấy cái các cái chữ cái đứng đầu này ha, B C N N này, và các em viết bằng hoa, chữ hoa nha. Bội chung nhỏ nhất ta ký hiệu như thế. Ta đi sang phần 2, cách tìm bội chung nhỏ nhất. Thì cũng giống như ở cái phần ước chung lớn nhất, nó cũng có hai cách tìm em. Hai cách tìm. Cách thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ liệt kê ra. Và cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng 3 bước giống trong sách giáo khoa. Thì ở trong clip này thầy sẽ hướng dẫn theo cách hai, đó chính là chúng ta sẽ làm 3 bước nha. Bước 1. Chúng ta cũng sẽ phân tích mọi số ra thừa số nguyên tố. Thầy sẽ cho một ví dụ là các em sẽ hiểu thôi, được không nào? Bước này, cái bước 1 này với cái bước 1 của cái bài 17 ước chung lớn nhất là giống nhau. Hai bước này là y xì nhau nha. Nhưng mà qua bắt đầu bước 2 thì có sự khác nhau. Đó chính là gì? Chúng ta sẽ chọn ra các cái thừa số nguyên tố. Nếu như của ước chung lớn nhất là các em sẽ chọn ra các thừa số nguyên tố chung, còn đối với bội chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ chọn ra thừa số nguyên tố chung và riêng. Đó chính là cái điểm khác biệt em nhé, chung và riêng. Và cái bước thứ ba nó cũng sẽ có cái điểm khác biệt. Đối với cái anh ước chung lớn nhất là chúng ta sẽ lấy số mũ nhỏ nhất, nhưng đối với anh bội chung nhỏ nhất này chúng ta sẽ lấy số mũ lớn nhất, nhớ là như vậy. Ok, hiểu chưa nào? Thì trong sách giáo khoa người ta cũng đã tổng hợp và đã so sánh cho các em sự khác nhau ở trong cái phần ôn tập chương 1 các em nhé. Chúng ta ghi này, ở đây là lập tích, tích ở đây chính là phép nhân. Các cái thừa số nguyên tố, thừa số đã chọn để thế nào, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó, số mũ cao nhất chứ, nghĩa là lớn nhất ấy. Thầy tại sao thầy lại ghi mũ nhỏ nhất ta? Số mũ cao nhất nha, lớn nhất ấy của nó. Mày hồn chết thầy chỗ đây à? Thầy nghĩ, nghĩ cái gì ấy? Do tự nhiên thầy nghĩ tới một vấn đề gì thầy mất tập trung ở chỗ đây. Bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ nha. Chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 50 với lại là 120 đi, ví dụ thế, được không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bước 1. Bước 1 là đây, 50 phân tích ra thừa số nguyên tố, được không? Thì trong ở trong cái phần ấy thầy đã chỉ cho các em cái cách sử dụng máy tính đã bấm rồi, nhưng thầy không 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 làm nữa, thì sợ các em cứ làm dùng máy tính thì cũng không được. 50 thì bằng 2 2 nhân 25
Hay nói cách khác là bằng 4 x 15. Đấy. 2 x 25. 2 x 25 mà 25 thì bằng 5 mũ 2, nghĩa là bằng 2 x 5 mũ 2 này. Được không? 120. 120 thì chúng ta sẽ tách ra trở thành là 4 x 30 đi. 4 thì bằng 2 mũ 2. 30 thì bằng 2 nhân 3 nhân 5. Số 2 này ghép vô đây trở thành 2 mũ 3 nhân cho 3 nhân 5. Nghĩa là bằng 8. 8 thôi. Nghĩa là bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Đúng chưa? Bước đầu tiên là như vậy. Bước thứ hai. Cái bước thứ hai và bước thứ ba chúng ta sẽ làm chung vào một bước. Như vậy bội chung nhỏ nhất của 50 với 120, chúng ta sẽ chọn thử số chung và riêng. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn thử số chung trước, đó chính là thử số chung, đó chính là thử số 2 và thử số 5 chung này. Ngoài ra nó còn thử số riêng này. Riêng của chúng ta đây chính là thử số 3. Được chưa? Nhớ mỗi số chỉ viết lặp lại một lần. Em hiểu chưa nào? Có bao nhiêu số kệ nó, nhưng mà chúng ta viết là chỉ có một lần thôi. Chỉ một lần duy nhất ở trong cái tích tích này thôi nha. Em hiểu chưa nào? Mấy con gà gáy đây ăn thịt hết rồi mà sao nó vẫn còn gáy hay ta? Rồi, như vậy chúng ta sẽ lấy số mũ lớn nhất. Lấy số mũ lớn nhất nha, lớn nhất, lớn nhất. Ví dụ 2, ở đây là mũ 1, ở đây là mũ 3 thì các em sẽ lấy thầy đây là mũ 3. Được không? Số 3 đây là mũ 1 thì mũ 1 rồi, ở đây là mũ 2, 5 mũ 2 này. Và đây là 5 mũ 1 thì các em sẽ lấy thầy đây là 5 mũ 2. Nó khác với cái anh ước chung nhỏ nhất, thầy nói ước chung lớn nhất ở chỗ đó. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 23 bằng 8, ở đây là 25, ở đây là 3. Được không? Đó. Thầy lấy máy tính thì bấm trình chiếu cho nhanh em nhé. 600 em. Đó, như vậy bội chung nhỏ nhất của 5 với 120 là 600, hay nói cái khác là gì? Cái số 600 là cái số nhỏ nhất để chia hết cho 50 và chia hết cho 120. Được chưa nào? Các em hiểu nào? Cái này sau này chúng ta đi học về phân số em, về cuối năm á, thì nó có cái đoạn đó chính là đi tìm mẫu chung. Ví dụ như thầy nói đơn giản này để chúng ta hình dung là sau này chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Ví dụ như 3 phần 5, ví dụ như là 4 phần 9 đi, chúng ta sẽ đi tìm mẫu chung của 5 và 9, hay nói cách khác là chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất của 5 và 9. Nghĩa là chúng ta phải tìm một số nào đó mà nhỏ nhất và chia được cho hết cho 5 và chia được hết cho 9, thì ở trong cái bài này sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Các em hiểu không? Đó, 600 này, kết quả chúng ta đây đây là 600. Được chưa? Chúng ta còn một bước nữa em. Cái phần mà chú ý ở trong sách giáo khoa thì các em cần phải 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 nắm nhá. Ta đi sang phần 3 một bước nữa, đó chính là cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất. Giống như cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn nhất các em, thì cái này cũng vậy. Được chưa nào? Thì các em ghi thành một câu như này: để tìm các bội chung của các cái số để cho ta có thể tìm bội của các cái bội của bội chung nhỏ nhất của các số đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ liên quan tới ví dụ này nha. Nghe, liên quan tới cái ví dụ mà thầy vừa cho này. Bây giờ thầy yêu cầu ví dụ chúng ta sẽ đi tìm bội chung của 50 với 120. Được không nào? Thì bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất của hai này, là kết quả chúng ta là bằng 600. Bước đầu tiên này, ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 50 đây 50 nhá. Với lại 120 thì cái em đã làm và thực hiện các bước như thế này, y xì như này mà thầy đã tìm được ở đây là 600. Như vậy thì để đi tìm bội chung nhỏ nhất, thầy nói để đi tìm bội chung của 50 với 120 nó bằng bao nhiêu? Có đúng không nào? Thì chúng ta sẽ đi tìm bội của 600. Mà cách tìm bội của một số A nào đó
thì em sẽ lấy số A này, em sẽ nhân cho gì, nhân cho 0, 1, 2, 3, 4 gì đó, được kết quả cái bao nhiêu em ghi vô chỗ đây. Như vậy ra được 0 này, 600 này, 1200 này, vân vân, 1800 gì đó. Các em hiểu nào? Thì thông thường ở những cái bài bổ ấy, thì thường nó có giới hạn. Các em nhé, em lưu ý, nó có giới hạn em nha. Đó chính là toàn bộ cái kiến thức ở trong cái bài 18 này chúng ta cần nắm để chúng ta có thể đi làm được các cái phần bài tập. Lý thuyết thì một đằng, nhưng mà phần bài tập nó cũng là một nẻo đấy, tại vì nó rất là khó, đặc biệt là những cái bài mà toàn bằng chữ này ha, các bằng chữ này thầy nói với em rất là khó em nhé, chứ không phải đơn giản đâu nha. Thầy tin chắc rằng các phụ huynh mà nếu như mà không nắm vững chuyên môn một xíu mà hồi kia mà bây giờ quên hết á, là ngồi mà học lại cũng rất là căng ở trong ngày giỡn thôi nha, tại vì nó cái lượng kiến thức nó rất là khó. Những cái bài này thì thầy đã giải chi tiết rồi, bạn nào có nhu cầu đăng ký khóa học online thì nhanh tay chúng ta liên hệ với thầy qua số điện thoại đó. Khóa học online thì có toán với lý em nhé. Chúng ta phải nhớ về ba bước thôi nha. Cái bước số 2, bước số 3 là nó khác với cái anh bộ ước chung lớn nhất em nhé. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập bổ sung em nha. Chúc em học tốt. Bye bye.